Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với chiến dịch huyền thoại Việt Nam. Không biết thì các bạn còn chơi không? Thì game bây giờ thấy cũng ít người chơi lại rồi. Thì sau một thời gian tiếp tục update cập nhật thì Việt Nam mình cũng đã có rất là nhiều súng. Nhân vật cũng rất là nhiều rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn chia sẻ một số về súng ở Việt Nam và nhân vật. Thì trước tiên nói về nhân vật đi. Các bạn ở đây chúng ta thấy có một cái bảng thành tích. Ví dụ như sưu tập được 10 nhân vật thì máu cộng 50, phòng ngự cộng 100, chí mạng cộng thêm chấm nữa, 1%. Ở đây mình có 8 nhân vật rồi, thì nhân cái sự kiện mà tiêu xài kim cương nên mình sẽ mua mua thêm một hai nhân vật nữa cho các bạn coi tích lũy tiêu xài nè. Các bạn thấy là xài kim cương 1.500 thì sẽ cho một cái con đồng đội, 2.000 kim cương thì được một cái thẻ đổ súng bậc 2. 3.500 kim cương thì thêm cái con này, 5.000 kim cương thì được khẩu MK3. Thì hôm nay mình sẽ lựa chọn mua thêm hai cái nhân vật nữa. Để mua nhân vật thì chúng ta vào trong shop. Ở đây mình sẽ kiếm đây là một nhân vật mới đó các bạn, thời hạn mua của nó còn một ngày thôi. Miss Lucy này cũng cũng mới luôn, còn thời hạn một ngày. Thì mình sẽ mua ở đây mình có rất là nhiều nhân vật rồi, để mua hai con này đi, thêm 5.000 kim cương nữa thì chúng ta sẽ được một cái khẩu MK3, khẩu súng máy. Đem ra bắn thử cho các bạn coi luôn. Ở đây, mua con này. Ok đi, một em à. Mua thêm con này nữa để bổ sung vô bộ sưu tập chơi. Đó, chúng ta mua hai con đó thì sẽ hết 5.000 kim cương. Thì đổi lại là chúng ta có thể là nhận được những cái phần quà ở tích lũy tiêu xài này hết luôn. Mình sẽ nhận cho các bạn coi. Đầu tiên chúng ta sẽ nhận được cái này. Tiếp theo chúng ta sẽ nhận thêm hai cái dịch chiết này nè, với lại vàng. Tiếp theo là được một con đồng đội Sol lính súng máy các bạn. Đó. Tiếp theo thì được 500 kim cương với lại cái thẻ. Tiếp theo thì được 100 kim cương với lại thêm con đồng đội nữa. Con này được 100 luôn các bạn. Và đặc biệt nhất cái mà mình đang cần đó là cái khẩu MK3 này. Vũ khí khủng luôn. Rồi các bạn, như vậy là chúng ta đã có được khẩu MK3 một trăng nằm ở trong kho rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng xem. Ở đây thì cái thành tích của mình chắc chắn là phải được rồi. Đó, các bạn thấy là được máu cộng thêm 50, phòng ngự 100 và 1% chí mạng. Đó, hoàn thành luôn. Ở đây là đồng đội lên cấp 60 các bạn. Mình có một con đồng đội lên cấp 60, mình sẽ được cái đó. Đây là cái bảng huân chương. Để xem cái khẩu súng máy mà mình vừa được. Nằm ở đâu rồi? Đây. Chính nó đây các bạn. Chúng ta sẽ nâng cấp khẩu này lên. Chứ có vẻ như là hết thẻ rồi, còn từng đó thôi. Đó. Tiền cũng còn ít. Các bạn thấy là sau một thời gian chơi thì cái kho súng của mình được cải thiện. Mình sẽ cho các bạn coi. Cái đây là kho súng các bạn, nó được cải thiện rất là nhiều rồi, rất là nhiều loại súng mới, lên cấp các kiểu. Đó, rất là nhiều súng. Có khẩu này như level 65. Đó, khẩu này tới hỏa lực cũng cả trăm nữa các bạn. Rồi, thêm một số súng nữa. Cái đây là tất cả những kho súng mà mình có. Đây là mình có khẩu AK bạch kim luôn, level 55. Bên đồng đội chắc chắn là đồng đội sẽ được được thêm rất là nhiều rồi. Mình được một con lính bắn tỉa. Con này
Nâng cấp này thì dễ thôi các bạn. Cái này mình có rất là nhiều. Nâng một phát lên 50 luôn. Nó cho mình thêm hai con đồng đội nữa. Bên này cũng nhiều lắm rồi. Đó, hồi nãy mình được thêm cái thằng này. Thằng nào? Thằng bự bự con này nè. Đây, mình có thể là nâng nó lên được 100 rồi các bạn. Không phải này. Nâng cấp mà. Đó, được 100 dư luôn. À, không phải, chưa dư các bạn. Có vẻ như là còn thiếu. À, như vậy là con này mình mới được có 5 sao thôi, còn một chút xíu nữa mới lên được 100. Cái con đồng đội mà được đây, con này là con level 60 của mình đây, 300. Thì 400 mới mát. Hiện tại thì mình chỉ có 300 thôi, sau này có thêm thì mình sẽ nâng cấp thêm. Qua đây thì các bạn thấy là chúng ta nhận cái sự kiện tiêu kim cương, nhận quà được rất là nhiều đó các bạn. Và đồng thời chúng ta được một khẩu MK3 để mình sẽ mang ra chơi thử cho các bạn coi một ván này. Xác ướp Ai Cập, địa ngục. Chơi thử ván chiến dịch nhẹ nhẹ thôi các bạn ha. Đợt trước có chơi cái gì ta, trước mình có bắn cái map trước mình có bắn cái BK đó, vô chơi chưa gì hết nó khóa ạc của mình tới 3 ngày không hiểu nổi luôn. Mấy anh game á, mình hỏi hỗ trợ mấy ảnh thì mấy ảnh kêu là tại hack, nhưng mà mình có hack đâu, vô chơi mạng lắc thôi chứ đâu có hack. Nhưng mà bị khóa 3 ngày mới được mở lại đây. Có vẻ như là chơi ở trong chế độ mà pin cao quá thì rất là nguy hiểm, cái hệ thống chống hack nó sẽ hiểu lầm. Hy vọng thì các bạn cũng sẽ có được những khẩu súng ưng ý. Ở đây là khẩu mình đang chơi cái thằng này. Đó. Bom đạn tung tóe. Chưa bắn được phát nào. Chơi nó luôn. Ồ, có vẻ là ghê đó. Khẩu này thì các bạn nhìn thấy đạn ở đây cũng rất là nhiều. Nó tới 140 mấy viên đối với khẩu súng của mình hiện tại đang ôm đây. Cái màn này thì dễ thôi. Chết con này là được. Ở đây mình đã được 3 sao rồi các bạn, không cần. Đó, chỉ cần bắn chết con đó là được rồi. Khẩu MK3 này bên Trung Quốc thì sau này nó còn nâng cấp lên đời, tiến hóa lên nữa. Cho nên là các bạn cũng nên cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Qua đây thì các bạn thấy là mình đã nâng cấp lên thêm được một khẩu súng nữa. Và có được cái ưu đãi là tích lũy 10 đồng đội, 10 nhân vật. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.